ngay dắt lại có cơ hội ở mướn khu này kêu bằng hả Midtown gì Midtown của gì Midtown của Phú Mỹ Hưng, Midtown của Phú Mỹ Hưng, rồi dắt lại sẽ livestream cho bà con cùng xem ha. À, căn hộ Phú Mỹ Hưng cao cấp như thế nào, có nhiều người nhiều khi chưa có duyên vô đây ở, chưa chắc gì chúng ta có tiền mà chúng ta vào đây ở được. À, chỉ yếu là khu này là Midtown này dành cho người nước ngoài. À, trong Midtown này có cái gì đặc biệt? À, Midtown, đây chúng ta cũng có nhà bếp tủ này, ha, à, nhà bếp tủ ha. Rồi bên đây là chỗ giặt đồ, chỗ giặt đồ, à, chỗ giặt đồ với lại gội đầu rồi chúng ta ha, toàn bộ đều sàn gỗ hết ha. Midtown, Midtown nay dắt lại có cơ hội ở mướn, dắt lại quay cho bà con xem ha, dắt lại có cơ hội ở mướn, dắt lại quay cho bà con xem ha. Midtown máy lạnh là ba cục ba bên ha, Midtown của Phú Mỹ Hưng. Để dắt lại đi từ phòng trước đi ha, đây là phòng ngủ thứ nhất ha, đó để phòng ngủ thứ nhất máy lạnh. À, dòm ra phía trước là ban công, à, Midtown của Phú Mỹ Hưng ha, Phú Mỹ Hưng khu cao cấp ha, một căn như vậy là người nước ngoài thuê một tháng là 20 mấy triệu nè bà con, 29 triệu ở trên là quạt trần, 29 triệu ha. Rồi dắt lại vô đây, dắt lại phòng vệ sinh cho bà con, một cái phòng vệ sinh, một cái phòng vệ sinh rất là cao cấp ha. Đó, đây là phòng vệ sinh bà con thấy kiến nè, chọt vô tắt đèn, chọt vô mở đèn nè, chọt vô tắt đèn, chọt vô mở đèn ha, đó. Rồi Midtown ha, đó Midtown của Phú Mỹ Hưng thôi bà con ha, đó rồi giật lại đóng cửa rồi, giật lại mở bên đây cho bà con xem ha. Đây qua đây là phòng thứ hai, phòng thứ hai thì hai phòng ngủ thì phòng hai cũng nhìn ra phía trước, chúng ta cũng nhìn ra phía trước ha, Midtown Phú Mỹ Hưng đó. Này giật lại có cơ hội giật lại ở mướn, giật lại quay cho bà con xem ha. Đây là khu này là người nước ngoài ở là một tháng như vậy tính là tiền Việt Nam mình là 29 triệu, 29 triệu ha bà con ha. Nó tủ để đồ, tủ để đồ là rất là trang nghiêm ha. Đây bà con thấy vô cái phòng vệ sinh thứ hai không, rất là trang nghiêm không. À, ở đây chúng ta chọt vô đây là tắt để bật đèn lên, bà con thấy không, kiến ha, kiến tự động luôn ha. À, dắt lại nè ha, hôm nay dắt lại có điều kiện ở mướn đây. À, dắt lại quay cho bà con xem ha. Nó dắt lại tắt ha, nó đó bà con thấy rõ ràng không đó. À, mở lên này, mở đèn đó, chọc vô cái tiếng đó, đó Midtown, Midtown của Phú Mỹ Hưng nha bà con. Hôm nay dắt lại quay cho bà con xem để nhiều khi có nhiều bà con cô bác nói khu Phú Mỹ Hưng cao cấp như thế nào, rồi bà con có nhiều người nhiều khi nói cũng ít có ai được có duyên tới ở, nhưng mà hôm nay dắt lại có cơ hội có duyên dắt lại tới ở mướn đó, nó ở mướn nè đó, dắt lại chọn cho bà con xem ha đó. Rồi bởi vì khu này đa số là người nước ngoài chứ người Việt Nam chúng ta thuê một tháng 29 triệu một căn như vậy sao thuê ở nổi đúng không ha, trời siêu cao cấp để dành cho những người nước ngoài đó. Phòng thứ hai dắt lại cho bà con xem rồi ha. Rồi tiếp tục đây là phòng một phòng nữa ha, một phòng này anh chị em cũng thấy là cũng đó còn nữa đó. À, cũng quay ra phía ngoài đó, toàn là khu nước ngoài, ở phía trước có hồ bơi đó, ở phía trước có hồ bơi ha bà con ha, anh chị em chúng ta thấy không ha, ở phía trước có hồ bơi đó. Ừ, ở phía trước có hồ bơi, đây là dắt lại quay ra cho bà con xem ha, ở phía trước đây, ở phía trước đây có hồ bơi Midtown, ở đây là cái hình cái máy hàng hồng máy tư. À, chúng ta thấy không, Midtown, Midtown của Phú Mỹ Hưng đó, bà con thấy rõ ràng không ha. À, có hồ bơi phía trước luôn, bà con thấy không đó. À, có cái hồ bơi phía trước luôn ha, nó có cái hồ bơi phía trước luôn ha, bà con thấy không đó, hồ bơi phía trước 3 phòng. À, cái giá như này thì nó cũng nằm giá khoảng 8-9 tỷ, 9-10 tỷ vậy nếu chúng ta mua, còn nếu chúng ta thuê thì một tháng là khoảng 20 mấy triệu. À, dắt lại hôm nay dắt lại quay sơ cởi cho bà con xem ha. À, nói chung là cái này hôm nay dắt lại cũng có duyên, dắt lại đi ở mướn đây, dắt lại quay cho bà con xem nha. À, đó. À, có cơ hội có điều kiện Midtown này, Midtown Phú Mỹ Hưng, tất nhiên là khu nghỉ dưỡng cao cấp của Phú Mỹ Hưng, bà con biết rồi, Nam Sài Gòn
khu Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn, quận 7 bà con biết không? Đó. Hồi xưa giờ chúng ta nghe nói là rất cao cấp mà chúng ta chưa tới ở lần nào. Ngày hôm nay dắt lại tới, dắt lại quay để quảng bá cho bà con xem. Đó, nay dắt lại có cái duyên, bà con thấy có cái duyên ha, toàn là sàn gỗ không ha. Sàn gỗ nha. Còn sàn gỗ không ha. Rất là cao cấp, máy lạnh rất là mát. Đèn đốm rất là nhiều nhưng mà dắt lại không có mở lên ha. Dắt lại quay cho bà con xem cửa gỗ được không ha. Rất là trang nghiêm. Vô cái phòng rất là thơm, rất là thơm. Công tắc đèn rất là hiện đại bà con thấy không? Đó. Công tắc trang trí đồ rất là hiện đại. Đó. Nói mà kiến mà vô chọt lên cháy là bà con biết rồi thấy không? Chúng ta hôm nay dắt lại được ở phòng này là 403. Dắt lại quay cho bà con xem ha.